Chào các bạn nhé, ở đây là khuôn viên của chùa Thanh Sơn nha mọi người. Chùa Thanh Sơn, xã Chiếu Pha nha. Đây là cầu Thanh Lương. Đây là khu vực trống. Chuông chùa. Này, khuôn viên chùa này. Thiên nhiên hùng vĩ lắm nha mọi người. Toàn đá thôi. Đá với cây xanh, thiên nhiên hùng vĩ. Đây là khu vực của đường Tăng Tạ nha mọi người, miếu thờ đường Tăng Tạ. Đây là khuôn viên phía sau. Đá này sông nước hữu tình nha mọi người. Cảnh đẹp lắm luôn.